Chào tất cả mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và như đã hứa với mọi người, ngày hôm nay thì mình đã đem về một chiếc vali Remote X Supreme hàng chính hãng. Mà sau khi mà mình đã bị lừa cách đây khoảng 2 clip thì mình đã mua phải một chiếc vali Remote hàng giả. Rất là buồn, thì sau hơn 1 tháng chờ đợi, chiếc vali mới đã về với mình. Chiếc vali này mình mua ở một trung tâm thương mại. Ở đó có một cái store bán lẻ kiểu resell lại đồ ấy. Đấy. Ok, thì bây giờ mình sẽ mở hộp chiếc vali này ra. Được họ đóng đau bóng rất là cẩn thận. Quay cẩn thận. Có thương hiệu của store bán lẻ đấy. Wow, có vẻ hơi nát nhỉ, chắc là do qua hải quan hay đâu họ mở để kiểm tra đấy. Store ở Paris bên Pháp nha mọi người. Đấy, được bọc rất là cẩn thận, rất là nhiều lớp bảo quản vali. Từ lớp màu sơn mình đã thấy nó khác với cả trước đây của mình quá. Trước đây nó là màu trắng cơ, không phải là màu kiểu nhám bạc như này đâu. Wow, mình để tạm ở đây nha. Ơ, trong này vẫn còn này. À, bản đồ của store. Hộp rất to, bọc cẩn thận. Mới đầu mình tưởng là người ta ship nhầm cho mình cái vali size to hơn cơ, size gửi chứ không phải là size sách lên máy bay đâu. Hóa ra bọc rất là kỹ như này. Bỏ hộp này sang một bên và quay cận cảnh chiếc vali chính hãng nha mọi người. Đây này, ở trên này còn có cả tracking của nó này. Đấy, nguồn gốc rõ ràng luôn. Lần này rút kinh nghiệm không mua qua tay của ai nữa. Tận cảnh những cái khóa cho mọi người xem. Ok, bây giờ mình sẽ mở nó ra nha. Chiếc vali kia của mình không có giấy lót bên trong như này đâu. Chữ Supreme được in bóng rất là đẹp. Từ những cái miếng táp ra rất là đẹp và tinh xảo. Mình sẽ lấy miếng này ra nha. Như các bạn đang nhìn này, thì hầu như là cái lớp vải dù được lót trong vali giống với cả cái dirt bag này. Và vải dù như này ấy, thì khi mà mình gửi đồ mà khi vali mà kiểu gặp mưa hay là gì sẽ không bị nước ngấm vào trong. Rất là an toàn cho đồ đạc bên trong của mình. Remova thì khỏi chê rồi. Đây, đây là nguồn gốc của Remova. Vào năm 1898 là hãng này được thành lập. Xem bên trong này có gì nha. Nhìn thấy một cuốn sổ. Wow, miếng
da có logo Supreme và Rimowa. Chiếc này để cài vào bên ngoài của vali này, treo trên nóc này, nhận diện thương hiệu. Đây có một miếng này, miếng nhựa này, rất đẹp. Để xem trong cái quyển sổ có gì ở đây. Đằng sau là Supreme, đằng trước là Rimowa. Đây vẫn còn này. Đấy, đây là những cái tag của store. Cuốn sổ này. Đấy, in rất là đẹp. Chữ này thì mình chịu, đọc cả yếu đi, tên tiếng Pháp hay tiếng gì ấy, không phải tiếng Anh. Vào tay. Ok. Đây là một cuốn sổ khác. Mình sẽ xem còn những cái gì trong này không nhá. Đấy là những chi tiết bên trong. Thì bây giờ mình sẽ quay cận cảnh những chi tiết ở bên ngoài cho các bạn xem. Và nếu có bạn nào mua chiếc vali này thì nên đây tham khảo và so sánh. Thì bây giờ mình chắc chắn chiếc này là chính hãng, không thể nào fake được nữa rồi nha. Khóa đóng vào nó khác hẳn cái kia luôn. Nó kêu rất là đanh. Ok, bây giờ sẽ quay cận cảnh bên ngoài chi tiết nè. Đây có chữ Design by Rimowa. Ok, đó là chi tiết của nó. Để quay ra một vòng nữa. Đằng trước là chữ sắp. Đằng sau chữ Remy. Đây những cái bánh xe này cũng được đều có logo rất là tinh xảo. Vâng, thì như các bạn đã thấy, đây chính là chiếc vali mà mình đã đem về sau khi dính một chiếc hàng giả. Đây là một chiếc vali chính hãng Rimowa X Supreme. Có thể các bạn đang hơi thắc mắc là vì sao chiếc vali này lại bẩn, thì mình cũng khẳng định chiếc vali này mình mua là mới tinh 100%. Thì do mấy hôm trước thì mình đã đi du lịch rồi, nhưng mà chưa có thời gian để quay, thì bây giờ quay lại. Nhưng mình muốn quay cận cảnh từ lúc mà mình mở hộp chiếc vali ra như thế nào cho mọi người cùng xem. Vâng, và cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi video của mình. Các bạn hãy ủng hộ mình bằng việc ấn like, subscribe, chia sẻ nhé. Và bây giờ bye bye anh em.